Truy cập ngay shopbinh.vn, shop bá game Free Fire Liên Quân giá rẻ uy tín chất lượng. Trên shop có rất nhiều sự kiện hấp dẫn như là đua top nhận kim cương khủng và tiền mặt cực kỳ giá trị. Khi đăng nhập đầu tiên vào shop, bạn sẽ được mình lì xì 10k, vòng quay kim cương 100% trúng. Chỉ với 20k có thể nhận được nổ hũ 15.000 kim cương. Truy cập ngay shopbinh.vn. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của anh Quý Thánh nha. Các bạn ơi, trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp anh cái bấm nút like video này, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký và xem quảng cáo để ủng hộ anh Quý Thánh chút tiền nha. Anh Quý Thánh cảm ơn những bạn đó rất nhiều luôn. Yeah, và anh đang ở trong thế giới bảo vệ nhà này các bạn ơi. Anh gọi ốc từ nãy đến giờ mà chả thấy ốc vào nhỉ? Ốc lười thật đấy các bạn ạ. Đấy, bảo làm video mà mãi chả thấy đâu. Gì thế kia hả ốc? Em làm gì mà bay lơ lửng thế hả ốc ơi? Ta không phải là ốc đâu. Ốc không phải là ốc thì là con ngốc à? À hu, ngươi là Bê Quy Thành đúng không? Ốc hôm nay bị chập mạch thần kinh rung rinh dẫm phải đinh hay sao các bạn ạ? Tôi tất nhiên là Bê Quy Thành đẹp trai ngất ngây, con gà Tây đẹp trai nhất trái đất rồi. Trai thì người còn yêu. Wow, ta nghe danh người đã lâu, nhưng hôm nay gặp ta thấy người xấu vãi cả trưởng. Cái đồ ốc hầm rồ này, em làm trò gì ấy, xuống đây đi, anh biết thừa là em rồi. À hi hi, ta không phải là ốc đâu, ta là quỷ dạ xoa tập sự đây. Ta đến đây để đón ngươi về Diêm Vương đây. Quỷ dạ xoa là ở địa ngục đúng không? Ngươi bị ngu rồi, ta là quỷ dạ xoa ở thiên đường đây. Ngươi bị khùng à? Quỷ dạ xoa lại ở thiên đường, đúng là đồ dở hơi. Biết bơi không ai chơi nên mới đi một mình gì. Đấm được cái này. Ngươi dám bảo ta là đồ dở hơi ư? Ta sẽ dùng lưỡi hái cho ngươi lên thiên đường ngay và luôn. Dở hơi thật sự luôn đấy. Thôi, không chơi với cái đồ dở hơi đâu. Hái cái con què ra kia mà hái cỏ. Đây là người đẹp trai, không được hái người đẹp trai. Ồ thế à? Thế thì thôi, ta đi hái cỏ thật đây. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi, các bạn ơi, thần chết hay cái quỷ dạ xoa, cái quần què gì để ra đây hái cỏ. Chắc là nó bị hầm đấy các bạn ạ. Yeah, Bê Quy Thành. Anh đã bị em lừa rồi. Lừa gì mà lừa, thực ra anh biết thừa. Em lừa anh rồi, anh trả vờ thôi. Ốc bị anh lừa thì có. Bị anh lừa nè. À ông nha, bổ anh sắp chết rồi. A à, hu hu các bạn ơi, còn tí máu thôi. Tí thì ngọc cụ tỏi. Em đang tập kịch ở trường em đi học đấy. Anh thấy em vào vai thần chết có thấy đẹp gái không? Không, anh thấy em vào vai thần chết trông ngu phết, đúng không các bạn? Anh có thấy ai thần chết mà high fashion như em không? Không. Trời, anh chịu luôn đấy. Ôi, phải nhanh chóng vào video ngày hôm nay đi cái kia. Quái vật nó đến đây, nó khiêng hai đứa mình đi ăn thịt đấy. Ở đấy mà làm thần chết, với chả thần gì. Anh suốt ngày chỉ là nói xấu em thôi. Em đi suốt ngày chỉ đánh anh thôi các bạn ơi. Ốc đại anh gần chết luôn này. Thôi ra cái bảng thông báo để xem lên tự mình sẽ phải chống lại con quái vật gì đi. Rồi, ở đấy mà chết với chả chóc. Tí mình là người chết thì có quá ạ. Anh ơi, anh ăn trứng rán à? Trứng rán cần mỡ à? Cái anh thì ăn trứng rán, có bạn nào thì ăn trứng rán giống anh không thì bình luận phía dưới video nhé nha. Trứng rán cần mỡ, cần mỡ thì không cần đỡ, cần đỡ cơ. Còn em thì đang chọn ăn. Ăn trứng rán nhìn thấy ghét ghê. Kệ anh, rồi xem bảng thông báo đây. Ui ông ơi, cái gì đây? Wow, đây không lẽ thần chết thật? Vậy đây chính là nhân vật mà em sẽ hóa thân trong lần tập kịch tới đấy. Trời ơi các bạn ơi, thế hóa ra đây là thần chết thật à? Nhưng mà thần chết đến đây để làm gì? Để giết chết hai đứa mình hả? Anh không muốn chết đâu các bạn ơi. Anh sợ chết lắm. Ui ôi ốc ơi. Ốc ơi, em gất trên nền đất này. Ốc ơi, dậy đi, cái đồ ốc cú xì này. Alo, dậy đi. Thôi anh ơi, em nghĩ rồi, đây chắc chắn là số cuối cùng của series bảo vệ nhà thôi.
Ông ơi, em chết thật chưa? Để anh đấm xem em còn đau nữa không nhá. Đấm nè. Vẫn còn mất máu đấy, Bê Quy Thành đáng chết ạ. Thế thì làm gì phải, người đã chết rồi, người đã chết rồi, chỉ là hồn ma, đấm làm sao mà biết đau được. Em hầm thật đấy. Giả chết thôi, ai ngu gì mà chết thật, trời ơi. Rồi, em giả chết thì tí ông ấy đến, ông ấy nhìn thấy là giả chết, ông ấy giết chết thật thì sao? Thà trốn đi còn hơn đúng không các bạn? Đúng là ốc ngu gốc. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ phải chống lại thần chết các bạn ạ. Với một cái cây lưỡi hái cực kỳ là sắc bén này. Người toàn là xương ê, sợ quá ông ơi. Thôi em nghĩ rồi, chúng ta sẽ quyết tâm chống lại thần chết để còn ăn Tết, vì sắp Tết rồi. Đúng rồi các bạn ơi, thôi để anh mở chiếc rương bên dưới này để xem này người ta cho tụi mình những cái đồ gì để chống lại thần chết nha các bạn. Rồi. Trời ơi, rất nhiều đồ luôn, hy vọng là có thể chống lại được thần chết. Rồi để anh mặc bộ quần áo giáp vào đã. Anh có một bộ quần áo giáp gì đó trông rất là buồn cười nữa các bạn xem này. Mặt anh thò ra một cái lỗ gì tròn tròn này. Ui ôi. Em ốc nào. Em rất là ngầu, còn hơn anh. Ui, anh như là đội cái như mà đội một cái phễu ở đầu ấy nhỉ. Sao cái bộ quần áo giáp của anh xấu xí như quả bí nhỉ các bạn nhỉ? Trông ốc thì lấp la lấp lánh, óng ánh kìa, vàng chóe luôn. Thôi được rồi, kệ đi. Nhưng mà dù sao cũng có giáp còn hơn. Đứng đánh tay không với thần chết thì chắc chắn là ngu phết rồi các bạn ạ. Chỉ có chết thôi. Kiếm hả ốc? Kiếm vàng đấy. Kiếm ninja. Wow, ốc cũng trở thành kiếm sĩ à? Anh cũng có kiếm nha. Đầu kiếm không ốc. Cái kiếm này là có thể ngăn chặn được đòn thôi chứ không có tác dụng sát thương đâu. Cái kiếm này nè. Wow, thanh kiếm cùng với bộ giáp của ốc luôn. Chuyện, anh có kiếm không? Anh có nhá, kiếm nè, anh có hai cái kiếm luôn. Một là cái kiếm bedrock nè, thấy không? Ôi trời ơi, cây kiếm đen xì xấu mù. Nhưng mà rất là mạnh nha. Ngoài ra còn có một thanh kiếm kim cương. Wow, thanh kiếm này nhìn lạ quá à. Đúng rồi, đồ của anh bao giờ chả lạ. Hả, thế anh có súng như thế nào? Em có súng như thế này này. Em có súng như thế này này. Đấy mà là súng à, đây là máy khoan mà ốc. Ôi thế à, em nhầm, trời ơi, thỉnh thoảng nhầm tí. Thế đây là súng máy khoan có được không? Thế thì anh cũng chịu các bạn ạ. Bây giờ có cả súng máy khoan nữa. Cái này mà mang đi khoan đất để chôn ốc luôn à? Ui ông ơi, đừng khoan anh à. Em khoan anh bây giờ. Anh có cưa. Anh có cưa máy đây nhá. Ốc à, ôi chạy nhanh thế hả ốc? Trời ơi, có cưa. Nhưng mà em có cái này. Anh cũng có. Hình như hôm nay chúng ta phải chống lại thần chết nên người ta cho mình những cái giáp này đấy. Uầy, hôm nay cơ hội thắng rất là cao. Chả biết được đâu, gặp thần chết cơ mà đúng không các bạn? Rồi, ok, thôi để anh mở chiếc rương thứ hai xem có gì nào. Ok. Ok. Wow, rất nhiều lucky block màu vàng. Rồi, để xem hôm nay đập được lucky block có kiếm được nhiều đồ không. Có cái gì đây? Con này con gì? Nhìn như con ngáo đá vậy. Tao không nói là mày là con ngáo đá nữa đâu. Đây là một con đầu băng các bạn ạ. Đấy, nó đang bắn ốc, ném tuyết vào đầu ốc. Này ném tuyết này, tao chém hết trưởng tuyết của ngươi luôn. Wow, thanh kiếm đỡ được trưởng luôn các bạn ạ, xịn thật. Được rồi, bây giờ sẽ là anh giết nó à? Không, thanh kiếm của em phản lại cái quả tuyết nó ném ra bay ngược vào mặt nó, thế là nó chết luôn. Wow, quá xịn, làm sao có thể đấu được với ốc tuổi gì? Bạn bị kinh rồi. Thanh kiếm của ốc xịn quá các bạn ạ. Thôi bây giờ anh ra đây đặt lucky block để chúng ta cùng đập kiếm thêm đồ nha các bạn. Rồi các bạn ơi, xong hồi anh đã đặt hết những lucky block đây rồi. Bây giờ ốc chọn đập trước hay đập sau ốc ơi, đừng đến mà nhảy à. Tết đến rồi, Tết đến trong tìm mọi người. Tết 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 à, gì đây? Anh đập lucky block, cứ đợi em hát thế thì tới sáng mai cũng không đập được lucky block à? Tí thần chết đến đây lại giết chết cả hai đứa mình bây giờ. Ha, để em đập cái bên cạnh này luôn nhá.
Ui, được cái giáp da, chả xịn gì hết, không lấy đâu. Ui, giáp da sida thì làm sao mà giết được người ta, đúng không các bạn? Đấy, anh đập ra một cái lâu đài chất nhờn, đúng không các bạn? Ok, sẽ đập Lucky Block này. Wow. Wow. Một thanh kiếm may mắn, yeah. Em thích quá, em thích thanh kiếm may mắn quá. Ê, ốc làm sao may mắn được như anh mà kiếm được thanh kiếm may mắn? Một cái quần và một cái ủng, em sẽ lấy. Ốc hôm nay toàn đập được giáp thế. Ok, sẽ đập cái này. Wow. Rất nhiều lọ thuốc luôn. Uống đi. Không, anh không uống đâu. Anh uống thuốc này anh sẽ bị tàn hình đấy các bạn ạ. Wow. Gì đây, gì đây? Ý, tiền ti cho mà xem. Biết ngay mà. Chả việc gì, em nấp ở đây chả việc gì. Thế mà anh Bê Quy Thành chạy xa thế. Em là cái đồ đen đủi đập ra tiền ti. Đúng là đồ ốc ngu si rồi. Đọc cái này nào. Ấy, được mỗi một khối vàng các bạn ạ. Bây giờ sẽ là thời cơ may mắn của em. Úi dồi ôi. Wow, được hẳn một khối kim cương còn gì nữa. Nhưng mà cái tiếng sét làm em giật bắn người. Các bạn ơi, anh rơi xuống hố như một thằng gỗ rồi. Ông ơi, cứu anh, cứu mình ra. Lêu lêu lêu, còn lâu em mới cứu anh. Em cứu anh để anh chạy loanh quanh à, còn lâu đi. Ông ơi, anh đây nè. Anh đẩy em đúng không? Anh có đẩy em đâu, thì em rơi xuống đấy mà. À, các bạn ơi, phải nhanh chóng ăn. Ai khóc nỗi đau này. Ôi ôi, các bạn ơi, ngu người thật, không kịp ăn táo vàng trên nhăn răng luôn. Rồi, ốc đập Lucky Block tiếp đi. Ha ha, đấy chính là kết quả cho việc chơi xấu. Anh TP lên em gì? Anh thích TP không? Em khoan anh TP lên lên thiên đường luôn nhá. Thôi thôi thôi, đập nhanh Lucky Block đi kìa. Thần chết sắp đến rồi đấy. Em sợ đếch gì thần chết nhỉ? Được nha, tí cho em ra tấn công thần chết trước nha. Ôi, em sợ đếch gì? Ui, cái gì đây? Được mỗi một chiếc rương, thôi anh đi về nhà trước đây. Ốc ơi, ốc ở ngoài đấy mà không sợ thần chết nha. Không, em về với. Ốc không sợ thần chết mà. Em chỉ chém gió thôi, em sợ bách tè. Ở ngoài đi, không yêu bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình với ốc sẽ ở trong nhà đợi thần chết đến xem như nào nữa các bạn. Ui, ốc ơi, thần chết đứng trước cửa nhà mình cái kia, ốc ơi. Đâu, để em ra xem nào. Ui, 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 thôi em lại đi vào. Ê, ghê quá. Trời ơi, lúc nào cũng ngất. Em bảo là em không sợ thần chết cơ mà, lao ra chiến đấu đi. Lúc nào em bảo thế bao giờ, em chưa từng bảo thế luôn, em ngất đây. Trên tay thần chết cầm cái lưỡi hái kìa. Trời ốc ơi, dậy đi, anh ở trên nóc nhà đi này, ở đấy mà ngất mãi à. Anh ở trên nóc nhà làm gì? Mau đi ra tiêu diệt thần chết đi. Đâu thần chết đâu rồi? Ấy, trời ơi, thần chết trông bé bé thế kia, sợ gì? Ốc đau ra đánh thần chết đi. Đánh thần chết đi. Thần chết ơi, em có món quà tặng thần chết. Nani? Thần chết mặc tạm cái quần vào thần chết ạ. Trời miền Bắc rét lắm thần chết ạ. Em có cái quần này. Em có cái quần này anh thần chết rồi. Ui, anh thần chết rồi. Ui, thần chết không đánh em. Ôi các bạn ơi, ốc tưởng thần chết không đánh, thần chết đập cho một phát ngu phết luôn. Thế là chết nhăn răng luôn. Ôi rồi anh ơi, chết rồi, thần chết không nhận hối lộ đâu. Em tặng thần chết cái quần mà thần chết không có lấy. Ôi rồi ôi, thần chết người toàn xương mặc quần làm gì, mặc mỗi cái áo choàng này được rồi. Trời ơi, thế em nghĩ thần chết giết thì em tặng quần. À không được rồi, vậy thì phải tiêu diệt thần chết thôi. Yeah. Ui, anh vừa chém thần chết, bây giờ thần chết cứ đuổi anh. À, chém đi, ai à, ai à. Và cẩn thận nhá ông nhá. Một lưỡi hái của thần chết bổ vào người là chắc chắn mình sẽ phải chết đấy. Ôi rồi em biết rồi, em bị một phát rồi. Dạ, thần chết không thể tiếp cận được ta đâu. Giết thần chết đi ông, giết. Thần chết không anh được giết. Anh suốt ngày cầm cái kiếm đấy, cái kiếm đấy không có tác dụng. Thế được rồi, để anh ăn quả táo vàng. Ui, ui, ui. Em cũng chết thêm lần nữa rồi. Thế này chúng ta khó ăn lắm mới tiêu diệt được thần chết. Thần chết đã liều đả đi. Trời, anh có mấy cái lựu đạn mà anh cứ ném suốt vậy? Cưa thần chết luôn. À, các bạn ơi, thần chết mạnh lắm luôn ý. Nhanh lên, tiêu diệt thần chết. Ờ, đúng rồi, mình có cái giáp kia mà nhớ, quên mất. Giáp bảo hộ tính mạng. Rồi, cưa thần chết thôi. Cưa đi.
Anh sẽ cưa thần chết. Ui, em lại chết nữa rồi. Em hết cái giáp bảo vệ thì em phải chạy đi chứ. Thần chết đó, thần chết tiêu ta. Thần chết này. Ra ai dùng thanh kiếm may mắn chém thần chết. Thần đúng chết rồi. Này. Thần chết này, trời ơi. Ông ơi, sao em ném hai đứa mình vậy? Ôi, em ném nhầm. À, chết đi, ném chuẩn chưa? Ui, thần chết mạnh lắm luôn á. Ui, các bạn ơi. Trời ơi, em nghĩ chúng ta phải có cách khác để tiêu diệt thần chết thôi. Quan thần chết luôn. Không có tác dụng gì. Đi, ông ta đuổi anh. Đêm. Anh đã dụ ông ta xuống lava rồi. Mà ông ta còn không chết bởi lava cơ ông ạ. Ủa thôi xong rồi. Thế bây giờ phải làm sao? Ông ơi, em nhớ nhà mình có súng không nhở? Em không biết nữa. Thôi đi về nhà xem nhà mình có súng không. Ê. Đi thôi nhanh lên, ông ấy thoát khỏi bẫy bây giờ đấy. Ui, ông ta mạnh quá. Rồi ông ơi, lấy súng đi. Em đang lấy đây, em đang lấy đây. Xong rồi. Rồi, phải nhanh chóng đi ra bên ngoài thôi. Nhanh, nhanh, nhanh. Anh ơi, em vừa mới thay quần xong đấy. Phải cả, sao lại thay quần thế? Em té ra quần, ướt cả quần, ướt cả quần luôn. Rồi, các bạn ơi, ốc sợ thần chết quá, té đầm luôn. Ok, bây giờ chúng ta phải đào xuống để cho ông ta lên đây, chúng ta giết ông ta. Ốc lùi ra không là rơi xuống đấy bây giờ. Ờ, đúng rồi. Anh cố lên. Ô, phải bật giáp lên, cái ông ấy lên, ông ấy đánh anh đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Được rồi. Cây gậy rock của anh, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, các bạn ơi, chắc là phải dùng súng mới tiêu diệt ông ta. Hôm nay người ta không cho tụi anh súng. Ông đấy không biết lên đây à? Chốt ông ta luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Ông ta mạnh chưa? Ốc bắn như thế mà ông ta còn không chết này. Ui, 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 ui. Rồi, cho ông ta lên đây, chúng ta đấu với ông ta luôn. Ok, ok, ăn táo vàng, ăn táo vàng. Này thì thần chết đấy. Thần chết à, ta không sợ thần chết đâu. À, ta chỉ hơi sợ thần chết thôi. Ta rất sợ thần chết, ta đã té ra quần. Ngươi phải đền lại cái quần cho ta. Yeah. Thần chết đây à. Ngươi có biết là trời rất lạnh và ta giặt quần không thể khô hay không? Yeah. Siêu năng lượng, súng siêu mạnh. Wow. Wow. Đạn của anh đâm thành xị quá. Thần chết nếm thử khẩu súng siêu mạnh của ta đi. À. À. Anh ơi, đâu rồi? Đây đây, anh đây rồi. Cố lên ông ơi. Ui, em hết đạn, hết đạn. Wow, anh giết được thần chết rồi ông ơi. Wow, anh Bê Quy Thành giỏi quá. Ui, ui, ông ta rơi ra rất là nhiều lưỡi hái luôn nè. Ui, ui. Sau đợt này em sẽ bảo cô giáo em là cho em đổi vai, không đóng thần chết nữa đâu. Ủa ôi, ông ta đánh ấy mấy cái mà anh hỏng luôn cả cái mũ luôn rồi các bạn này. Bây giờ có mỗi bộ quần áo giáp thôi. Anh hỏng là con mày đấy, em bây giờ phải về nhà giặt quần đây này. Wow, lưỡi hái này 40 sức mạnh tấn công này. Mạnh thế bảo sao bổ cái mình chết. Ồ, người ta là thần chết mà, trời ơi. Rồi các bạn ơi, sau một hồi anh với ốc đã tiêu diệt được thần chết rồi. Thần chết tính đến đây để hãm hại tụi anh còn lâu đi. Rồi, và có lẽ bây giờ anh Vương Thành và chị ốc sẽ dừng video tại đây thôi. Nếu các bạn thích video thì quên bỏ lại cho tụi anh một like này, chia sẻ với bạn bè cùng xem và đăng ký kênh để ủng hộ anh với chị Úc làm thêm thật nhiều video mới nha. Bye bye. Bye bye. Còn mình thì phải về nhà giặt quần đây. Úc là đồ sợ đái ra quần các bạn ạ.